Anh ơi, tiền cát xê của anh là 2 tỷ ở trong phòng đó nha anh. Đợi anh vô nhận á. Rồi mọi người, ai muốn chơi nữa chúng ta cùng nhau tiến vào bên trong đi ạ. Không có ngại gì hết nha, chúng ta là người Việt Nam mà sao phải ngại ạ. Rồi chúng ta cùng nhau hướng mắt về sân khấu để chiêm ngưỡng hoa hậu trái đất. Nhìn thì rất là đơn giản nhưng chơi thử đi rồi mới biết nó đơn giản hay không. Rồi mọi người ơi, chúng ta cùng nhau vào chơi đi mọi người. Alo alo. Cái trò chơi này kết thúc rồi thì chúng ta tiếp tục những cái màn trình diễn khác nữa.